Rồi, chào mọi người. Hôm nay sẽ giới thiệu cho mọi người một cái bộ vít của hãng Total. Thì cái bộ vít của hãng Total đây là 8 trong 1 ha. Thì nó bao gồm là 8 cái đầu. 8 đầu cái đầu vít trong đây nó có 6 cái đầu, 3 cái đầu vít dẹp và hai cái đầu vít ba ke và một cái đầu nhọn và cái đầu móc. Thì bây giờ tôi sẽ khui cho mọi người xem ha. Đây đây. Đây là cái bộ vít của nó. À, nó gọi là 8 trong 1. Thì 8 cái đầu này gắn ngay cái đầu này nữa ha. Đó. Thì đối với những cái đầu vít này thì tôi cũng nhắc cho mọi người luôn ha, cái này là đầu vít chúng ta xài gia đình. Nên chúng ta sử dụng những cái gì mở cái gì gọi là nó mang tính gọi là nhẹ thôi. Chứ những cái gì mà nó nặng thì chúng ta không mở được, mở được thì nó sẽ gãy những cái đầu nhựa này. Thì ở trên đây nó trang bị chúng ta những cái đầu vít từ BH1, BH2, BH3. Đó. Còn BH3 và một cái đầu nhọn đót như vậy. Để chúng ta có thể chúng ta làm gì đó thao tác ha. Và trong đây cũng vậy, ở đây cũng có một cái đầu, cái này giống như là cái đầu khựa gì đó, đầu này gì đó ha. Đó, mọi người chờ một chút. Rồi tiếp ha. Thì cái đầu vít này nó được sản xuất đó, là nó gắn ở trong một cái đúc, nó đúc trong một cái nhựa giống vậy đó, nên chúng ta chỉ mở ở một cái lực gọi là vừa phải thôi à. Chứ nó còn phù hợp với gia đình ha, xài những đồ nhẹ. Thì đôi lúc gia đình có những cái đồ người ta còn mở như cái thiết bị mà đồ chơi trẻ con hoặc là cái thiết bị gì quạt như gì đó mà người ta cần sửa chữa đó, mà chúng ta không có những đồ vít nhỏ thì chúng ta rất là khó mở ha, mà chúng ta chạy đi mua rất là phiền. Thôi thì chúng ta đầu tư một cái bộ vít này luôn, về nhà chúng ta xài cái gì cũng xài được à, nhỏ ha, nếu có 1, 2, 3 hoặc là dẹp đó, cái gì chúng ta cũng xài được. Thì ở trong đây nó gồm là 8 cái vít này, một cái đầu này để chúng ta xài. Đó. Thì nó được sản xuất vậy giúp chúng ta bảo quản cũng tốt hơn thôi ha. Chúng ta bỏ trong đây chùm nó lại đó là nó kín luôn, xài xong chúng ta bỏ, chúng ta dẹp bảo quản tốt. Thì cái hiện tượng mà khi mà chúng ta xài vít thông thường bị thất lạc lại chỗ đó, chúng ta không có cái đồ nó gắn vô, mỗi lần đi tìm rất là phiền ha. Thì xài đâu thì chúng ta tìm rất là khó, ta cần không có tìm ra thì thôi, giờ nó sẽ tất cả nằm chung một bộ này, cần chúng ta lấy bộ ra chúng ta xài thôi là ok mọi người ha. Đó, rất là đẹp và giá nó cũng không có mắc ha. Thì mọi người có nhu cầu mua hàng liên hệ với tôi số điện thoại 0942309090, rồi cái giá thì tôi để trên tiêu đề nha. Rồi ok, hàng đẹp ha. Rồi thôi, cảm ơn, xin chào.